vỡ trận. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ mở màn cái máy cưa, máy cắt của mình đây. Máy mới toanh nha mọi người nhá. Mình sẽ mở màn với cái tổ ong bầu trời chân vàng. Hiện tại mình đang lên đến trên vườn nhà mình rồi. Đây mọi người, mình đang đi qua cái khu vực mà mình nuôi ong này. Ui ôi, ui, đừng. Ôi giời. Đây mọi người này, cái tổ ong này này, đây. Cái tổ này là vẫn còn quân này, tí nữa thì mình cứ tưởng không còn quân, mình định đá một phát nhưng mà đấy, ong bò ra kìa. Đừng. Ý. May quá, chạy thôi. Tí nữa thì mình cứ nghĩ là nó đi hết rồi nhưng mà không, cái tổ đấy nó vẫn còn quân nhá. Đây mọi người nhá. Nó ở cái cây keo này. Đó. Trên kia kìa mọi người. Đây. Tổ ong đây. Thì cái tổ ong này là nó ở cây vườn keo của nhà mình. Thì mình muốn để lại để cuối năm mình lấy chúa các thứ, nhưng mà rất tiếc là bị người ta lấy nhá. Đấy. Cái tổ ong này là mọi người nếu mà theo dõi kênh của mình thường xuyên thì không bao giờ thấy mình quay cái tổ ong này. Cái lý do mà mình không muốn quay cái tổ ong này lên kênh bởi vì là mình muốn để lại. Nếu mà mình quay lên thì biết đâu ở quanh làng xóm đây người ta thấy mình có tổ ong này, người ta sẽ đến trộm. Nhưng mà cuối cùng là vẫn bị nha, vẫn bị trộm nha. Trước là người ta trộm đấy một lần rồi. Cái lúc đấy là nó to khoảng cỡ cái tầm bình nước lọc rồi. Xong là bị người ta trộm, bây giờ nó làm lại nó cũng vừa thôi, không phải to đâu, không bé đâu. Đấy. Bây giờ mình sẽ hạ cây keo này luôn. Để lấy tổ ong này luôn. Thì mình cũng xin nói với mọi người là vừa rồi ấy, mình có đăng một cái bài đăng là mua cái máy cắt này, cái máy này này, 10 triệu về để cắt cái tổ ong này, chân vàng này. Thực ra là mình nói quá một tí để nó hấp dẫn thôi mọi người nhá. Thì cái máy này nó không đến 10 triệu đâu. Không đến 10 triệu đâu. Mình nói chính xác giá nhá, để cho mọi người có thể biết. Cái máy này chính xác giá của nó là 8 triệu mọi người ạ. 8 triệu cái máy này. Đi kèm của nó là có theo máy là có lam, có xích các thứ. Đấy, đấy là 8 triệu nhá. Là có lam, có xích, lấy về mình chỉ cắt thôi. Nhưng mà mình mua thêm chai dầu nhớt các thứ này, rũa này các thứ này. Đấy, thì nó rơi vào khoảng là 8 triệu 2 mọi người nhá. Nó rơi vào gần 8 triệu 2 gì đấy. Đây. Con máy này là con máy Nhật mọi người nhá. Con máy Nhật. Máy này là nó đắt hơn cái máy của Thụy Điển là 300.000. Máy Thụy Điển thì nó chỉ có 7 triệu mấy thôi. 7 triệu 7 là 7 triệu 8 kia thôi. Nhưng mà con này là đắt hơn 300.000 nhá. Con này là máy Nhật nhá mọi người nhá. Đây này. Japan này, cái gì đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mặc quần áo và vào luôn mọi người nhá. Mọi người cùng theo dõi mình hạ cái cây keo này nhá. Không biết là nó có nhộng không? Liệu tối nay có được một bữa ong nấu măng chua không? Trời bây giờ rét rét thế này chỉ nấu măng chua thôi mọi người ạ. Nếu mà có nhộng ấy, còn rang lên thì cũng không thích mấy đâu. Măng chua ăn nó nóng hổi nó mới sướng thôi. Nhưng mà không biết là có nhộng hay không nhỉ. Cái cả cái tổ nó cũng bé bé, nó không phải là to mấy.
Mệt. Công nhận mệt đấy. Nóng thì mới mệt thôi. Ui. Thành công rồi. Cây đã xuống nhá. Ui. Mọi người ơi. Chưa. Tổ rất là dài luôn. Kinh khủng kìa. Này. Nhưng mà nhộng thì chắc chỉ đến đây thôi. Nhưng mà tổ nó dài nhá. Xem nào. 20 phân này. 40 này, 60. Nếu mà tính cả cái chóp này là 80 phân mọi người ạ. Cái tổ ong này. Cái tổ này là mình cố tình là mình muốn để lại ấy, nhưng mà bị người ta trộm một lần. Cái này là lần hai nó làm lại này. Nhưng mà không bị người ta trộm thì bây giờ là phải bằng cái vành xe. Vành xe để mình lấy chúa. Ui. Ui. Chắc chắn là có chúa rồi. Giờ. Ui giời ơi. Ui giời. Đây nha mọi người nha. Cái này là muốn bắt lấy chúa là phải có thời gian đấy. Nhưng mà mình không có thời gian, mình không bắt đâu. Chúa thì mình nhân giống, mình thử nghiệm thì mất hết rồi. Cho nên là mình cũng không bắt nữa. Để sang năm mình làm lại thôi. Chứ còn năm nay thì không ăn thua. Wow. Mọi người nhìn nào. Kinh khủng chưa? Quá là kinh khủng nha. Còn được là 1, 2, 3, 4 5 tầng. Có nhộng. Tầng thứ 6 thì cũng có một ít. Chưa. Đây này mọi người này. Làm lại nhưng mà mình thử đếm cho mọi người xem nhá. Tất cả là bao nhiêu tầng nhá. Tầng làm lại đấy. Cái này có phải là một tầng nhỉ? Đây, từ đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 tầng. Thế mà từ trước đầu vụ ấy là không bị người ta lấy một lần nữa là thì chắc là khoảng 15 tầng gì đấy đấy. Mang cả ít này về. Tối nay được một bữa thôi. Bỏ công sức rồi. Mình sẽ cất đồ và lấy cái tổ ong này về luôn. Mọi người sẽ cùng mình về dưới nhà mình xem cận cảnh cái tổ ong này nhá. Thôi chạy khỏi chỗ này thôi. Nóng lắm rồi mọi người ạ.
Tổ ong mình để ở đây mọi người ạ. Nhưng mà hiện tại mình cởi quần áo ra rồi, mình không dám vào đâu. Tí nữa bị nó đốt cho thì oan lắm. Bây giờ mình phải lấy một ít khói đó, xong là nó sẽ không dám vào mình nữa. Đây này, quay xa xa cho mọi người xem trước. Đấy, bây giờ mình sẽ tạo khói nhá. Vỡ trận. Mọi người nhìn này, ong đen hết cả nhà luôn, kinh khủng chưa? Kiểu như là mình bắt một tổ ong ở đây ấy, tất cả cái số quân các thứ là nó dồn ở trong tầng, bây giờ mình hun khói nó mới ra, quá khủng khiếp luôn. Bây giờ mình lại đi nhấc cái tổ ong vào trong khói tiếp nhá. Được một bữa ra trò. Tách ra xem cái tầng bên dưới nhé. Đây này. Kiếp chưa? Đấy. Như vậy thôi, gọi là còn được một bữa thôi. Tối nay mà từ đầu đến bây giờ mới bắt, quá là khủng rồi. Trước người ta bắt kia nó to bằng cái bình nước lọc rồi. Bây giờ nó còn lớn thế này cơ mà. Đấy. Giờ sẽ đến công tác chặt nhộng mọi người nhá. Cái tổ này khả năng là còn được một bát nữa, một bát con nữa này. Khả năng là không nấu măng chua đâu. Đợt này là ăn cái sống, làm tái thôi. Làm nhảy thôi. Bây giờ mình sẽ nhặt hết cái nhộng này cho vào đây xong là bóp gia vị các thứ là ăn luôn, không nấu, không nấu nhá. Với cái cách ăn này cũng ngon lắm. Đấy. Ăn cái món này vừa chập túi mới ngon. Tối nay lại có rượu nhá. Rồi. Giờ mình hiện tại mình vẫn còn thấy có hai tổ ong muỗi vàng ở trong hốc cây khá là to nhưng mà mình không có thời gian đi lấy. Để lúc nào có thời gian đi lấy mình sẽ làm video gửi đến cho mọi người cùng xem nhá. Rồi, video hôm nay sẽ dừng đây, mình sẽ xử lý đống này mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.